Dạ vâng, Zeno xin xin được chào toàn thể quý anh chị, xin được kính chúc quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Ngày hôm nay Zeno xin sẽ lên cho anh chị những con áo khoác rất là dày dặn cho những ai có cân nặng trên 80kg trở lên, đồng giá 550k trên một sản phẩm đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Anh chị chúng ta nếu như ai quan tâm tới sản phẩm này thì hãy liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 được tư vấn hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của Zeno xin sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ tới 23 giờ. Và bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thì em sẽ giới thiệu tôi quý anh chị con áo khoác đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm nay, một con áo khoác cực kỳ là dày dặn nha anh chị ơi. Đây, anh chị quan sát một con áo khoác của nhà Mirosti. Đây, rất là dày dặn nha anh chị ơi. Và con này thì sẽ được phối hai màu, chính là màu đỏ và màu trắng nha anh chị. Rất là đẹp, rất là nói chung là con này là một sự lựa chọn, nó sẽ không phải là nuối tiếc cho chúng ta đâu. Đây anh chị quan sát này, lớp bên trong được lót một lớp mà dù trần như thế này. Đây, rất là dày nha anh chị ơi. Đây, quan sát như thế này sẽ biết được con này dày như thế nào rồi nha anh chị. Đó. Con này thì sẽ có mũ ở phía sau nha anh chị. Và cái mũ này nếu như chúng ta không sử dụng thì chúng ta có khóa đây để chúng ta tháo ra cũng rất ok nhá. Và cái phần cổ áo của nó thì được lót một lớp lông như thế này nha anh chị. Đây, và phần cổ áo của nó thì được lót một lớp lông rất là đẹp nhá. Đây, nếu như chúng ta không đội mũ và chúng ta tháo cái mũ này ra, chúng ta mặc theo kiểu dạng áo khoác cổ bẻ thì cũng rất là đẹp nhá. Đây, cái lót lớp lông cổ cực kỳ là để trẻ trung nhá. Đó, phía sau của nó thì sẽ có cái làm một cái lớp phối viền như thế này cho mình này. Đó, con này độ mới của nó phải lên tới 95% nha anh chị. Áo cực kỳ dày, cực kỳ đẹp nha anh chị ơi. Đây, đó, phía trước của nó cũng có tà gờ như thế này và nó có túi dạng khóa thẳng đứng như thế này cho mình nhé. Đây, cận chất của nó, anh chị quan sát cận chất của nó này. Áo cực kỳ dày nha anh chị ơi. Đây, rất dày, rất đẹp. Cái này cực kỳ trẻ trung nha anh chị. Mã của con này sẽ là A720. Dài đà trước của nó sẽ là 64, dài đà sau sẽ là 68. Ngang con này sẽ là 61 nha anh chị. Vai liền với tay áo nha anh chị ơi. Nó có size MO nhưng con này form nó rất là to rộng nha anh chị. Đây, rất là dày dặn. Tiếp theo là một con áo khoác của nhà Cát Ba nha anh chị ơi. Một con áo khoác của nhà Cát Ba. Con này thì sẽ là một con áo khoác hai lớp. Lớp bên trong của nó sẽ lót một lớp nỉ như này cho mình này. Đấy, rất là dày dặn cho mình nhá. Đây, phía trước ngực trái của nó thì sẽ có một cái khóa kéo như này cho mình. Đây, con này thì không có mũ ở phía sau. Nó sẽ thuộc dạng áo cổ bẻ, khoác cổ bẻ nha anh chị. Đây, áo rất là dày dặn. Đây, chất của nó cũng rất là đẹp này, mềm mịn nha anh chị ơi. Đó, con này thì sẽ có mã là A721, dài của nó sẽ là 73, ngang con này sẽ là 62 và nó sẽ có size L nha anh chị. Form của nó sẽ là form to rộng này. Cho những ai trong live hôm nay em sẽ lên các mẫu mã cho những ai mà có cân nặng trên 80kg nha anh chị. Rất là đẹp. Tiếp theo là một con áo khoác được bên trong được trần một lớp nỉ bông như thế này cho mình này. Đây, bên trong được trần lớp nỉ bông này cho mình nhé. Áo rất là đẹp. Đấy, cực kỳ dày dặn nha anh chị. Phía dưới thì tay cổ tay thì được bo chun này cho mình nhé. Và cái phần dưới cũng có cái lớp dây rút để cho chúng ta tùy chúng ta điều chỉnh cái form ở dưới áo này cho mình này. Con này sẽ có mã là A722, dài của nó sẽ là 68, ngang con này sẽ là 60 và vai của nó sẽ là 51 nha các anh chị. Áo màu than rất là đẹp nha anh chị ơi. Dày dặn cực kỳ luôn. Bên trong của nó là lớp nỉ bông này cho mình này. Đấy. Tiếp theo là một con áo của nhà Vista Club. Đây, con này thì nói chung độ mới con này phải lên tới 92% nha anh chị. Nó có một cái lớp khóa bên trong này cho mình nhá. Đây, và một cái lớp khuy gài ở bên ngoài này này. Đây, chị quan sát lớp bên trong. Lớp bên trong là được lót lớp trần nỉ như này. Đây, rất là đẹp nha anh chị ơi. Đây,
Đó, con này thì thuộc dạng là áo cổ bé và không có mũ ở phía sau nha chị. Ngay phần ngang thì sẽ được cái thế vắt như thế này. Đó. Phía trước thì sẽ có hai túi trước như thế này và hai túi theo kiểu dạng túi hộp như này cho mình nhé. Cái áo sơn màu của nó là kiểu dạng cho những ai thích kiểu màu trừng một chút, nhưng mà con này mặc lên cực kỳ màu của nó cực kỳ sang nha anh chị. Đây, rất là dày dặn nhá. Con này sẽ có mã là A723, dài của nó sẽ là 83 nha. Con này sẽ là 62, vai của nó sẽ là 51 nha anh chị. Con này sẽ có size L nha anh chị ơi. Đây, áo rất là đẹp. Phía cổ tay của nó thì sẽ có cái thiết kế khuy gà như này cho chúng ta, tùy chúng ta điều chỉnh cái cỡ cổ tay của mình nhé. Đấy, áo rất là đẹp. Đây, anh chị quan sát cận chất của nó này. Đây, cận chất áo của nó đây. Tiếp theo con khoác nó cũng rất là đẹp nha anh chị ơi, một con nhà của nhà Tisky. Đây, con này thì sẽ mang phong cách trẻ trung năng động hơn một chút so với những con áo khác. Đây, nó được phối cái màu xanh và màu trắng rất là nổi, rất là trẻ trung. Con này thì cũng thuộc dạng là áo cổ bé và không có mũ ở phía sau nha anh chị. Phía sau của nó thì có thêu chữ như này cho mình này. Thêu chữ lên nối như này cho mình nhé. Và phía trước con này thì nó thuộc dạng là áo khuy bấm không phải là khóa nha anh chị. Đây, con này thuộc dạng là khuy bấm không phải là khóa đâu nhé. Đó, con này thuộc kiểu khuy bấm này cho mình. Đây, anh chị quan sát cái chất bên trong của nó đây. Bên trong lót lớp dù như thế này. Chị quan sát cận chất của nó như này nhá. Đấy, áo rất là đẹp, rất là dày dặn nha anh chị. Con này có mã là A724, dài của nó sẽ là 69 nha. Con này sẽ là 61, vai con này cũng là 61 nha anh chị. Đây, và con này thì có size L nha anh chị nhá. Áo rất là đẹp nha anh chị. Tiếp theo là một con áo khoác cũng rất là dày dặn nha anh chị ơi, con này cực kỳ là dày luôn. Nói chung hôm nay em lên toàn những mẫu mã nó cái chất của nó rất là dày rồi anh chị nhá. Đây, con này thì sẽ có khóa, lớp khóa bên trong, khóa này là khóa đồng nha anh chị. Đây, và lớp khuy bấm bên ngoài như này cho mình này. Đây, đấy, lớp bên trong của nó thì lót một lớp lông như thế này cho mình nhá. Con này cực kỳ là ấm rồi anh chị nhá. Con này nếu như chúng ta mặc một con áo len ở bên trong với khoác một con này thôi thì cực kỳ là ấm rồi. Đây, dù lạnh 10 độ hay là 5 độ thì cũng ở ok nha anh chị nhá. Một con áo của nhà Dis Sophie. Đây. Con này thì sẽ là thuộc dạng áo cổ bé nha anh chị. Không, con này không có mũ ở phía sau đâu. Phía trước ngực của nó thì sẽ có túi này cho mình này. Và có cái túi hai bên này cho mình nhé. Đấy. Con này sẽ có mã là A725, dài của nó sẽ là 68 nha. Con này sẽ là 67, vai của nó sẽ liền với tay áo nha anh chị. Đây. Con này sẽ có size LO nha anh chị. Áo dày dặn rất là đẹp anh chị ơi. Đây, chị quan sát qua nhìn này là biết được con áo này dày như thế nào rồi. Đây, lót lớp lông ở bên trong cái này cho mình nhá. Đúng, anh chị đừng nên bỏ lỡ những con áo như thế này, rất là sẽ rất là đáng tiếc. Tiếp theo sẽ là một con áo khoác màu nâu đậm như này, trông rất là đẹp đúng không anh chị? Một con áo của nhà Playboy. Này, áo con này sẽ kiểu khoác kiểu dạng form khoác dài qua để gần đến đầu gối nha anh chị. Này, nói chung là tùy chiều cao của mỗi người, nhưng mà con này sẽ thuộc kiểu dạng áo khoác bên ngoài theo kiểu là áo khoác dáng dài ấy. Đấy, chất của nó đây anh chị ơi, quan sát chất của nó bên trong đây. Trời ơi, cực kỳ là đẹp nha. Con này độ mới của nó lên tới 90% nha anh chị ơi. Áo rất là đẹp luôn đấy. Đấy, phía con này thì sẽ là có khóa bên trong và có một lớp cái khuy gài bên này, ngoài bên này cho mình này. Đây, nó có cái lớp khuy gài ở đây. Đây, nó có khuy gài này cho mình nhá. Đây, phía phần cổ cũng có cái đai gài này cho mình, trông nó sẽ rất là kiểu cái cổ phong cổ gài như này sẽ là kiểu nó vừa năng động, nó vừa trẻ trung, nó cũng thuộc cái dạng là phong cách hơn ấy. Đấy, chúng ta quan sát cái form áo của nó đây. Đây,
áo của nó đây. Áo rất là đẹp nhở mọi người ơi. Ở phía tay áo của nó thì cũng được phối cái kiểu cầu áo như thế này, chúng ta tùy chúng ta điều chỉnh cái cổ tay của mình như thế nào nhé. Thế, con này sẽ có mã là A726, dài của nó sẽ là 85, ngang con này sẽ là 61, vai của nó sẽ là 56 nha anh chị. Và con này sẽ có size là 2XL nha anh chị ơi. Đấy, áo rất là đẹp. Nói chung là nếu như chúng ta thích cái kiểu áo khoác dáng dài thì không nên bỏ lỡ những con như thế này nha anh chị ơi. Vừa dày vừa đẹp mà cũng thiết kế của nó cũng là tinh tế và trẻ trung nha anh chị nhá. Tiếp theo là con áo khoác cũng trời ơi, hôm nay toàn những con cực kỳ là dày dặn. Đây, con này thì sẽ thuộc kiểu là nó cũng là lót lớp lông ở bên trong đây anh chị nhá. Đây, lớp lông bên trong của nó đây nhá. Đấy, rất là dày dặn nha anh chị ơi. Con này của nhà Race EA. Và con này thì có mũ ở phía sau này. Cái mũ này thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng, và chúng ta có thể, nếu không thích sử dụng thì chúng ta có thể tháo ra được nhé. Tại vì nó có cái khóa ở đây nha cho mình này. Đấy, chúng ta quan sát kỹ cái chất áo của nó đây. Áo rất là đẹp, có lớp lông bên trong cho mình nhá. Đấy, có lớp lông bên trong cho mình nhá. Áo cũng rất là đẹp. Cái chất áo sờ bên ngoài này anh chị này, cực kỳ là mềm mịn luôn nha anh chị ơi. Mặc lên thì cực kỳ là thoải mái, dễ chịu. Và nó cũng có cái bo cái cổ tay ở đây cho mình nhá. Đấy, phía bên trong là khóa kéo cho mình này. Khóa cầm như này, thế này mà kéo quá trơn trượt thì cực kỳ là khóa xịn rồi. Và có một cái lớp khi bấm ngoài cho mình nhá. Đấy, con này sẽ có mã là A727, dài của nó sẽ là 85, ngang con này sẽ là 64, vai của nó sẽ là 54, và con này thì sẽ có size là XL nha anh chị. Đây, phía trước ngực của nó bên phải hay là bên trái đều có cái dạng túi như thế này cho mình. Anh chị quan sát cỡ chất của nó đây, áo rất là đẹp nha anh chị ơi, lớp bên trong có lớp lông nha. Tiếp theo cũng là một con áo khoác dạng áo khoác dài nha anh chị. Đây, một áo khoác dài của nhà Shin AC. Con này thì không có mũ ở phía sau đâu nha anh chị. Đây, con này không có mũ ở phía sau, nó thì thuộc dạng áo khoác cổ bẻ ấy. Và phía ngang lưng cái này thì nó sẽ có thiết kế lửng như thế này cho mình nhé. Nói chung nó phong cách hơn cho con áo này thôi. Đấy, áo rất là đẹp. Phần ngang eo này thì nó có thiết kế cái dây rút cho mình nhé. Đây, dây rút ở phía trong cho mình nhé. Và cái khóa này thì và nó có khóa ở trong và có cái lớp khi bấm bên ngoài này cho mình. Nó có dạng túi hộp như thế cho mình sử dụng này. Còn không thì chúng ta sử dụng con dạng túi ngang này cũng là ok. Đó, con áo rất là đẹp nha anh chị. Anh chị quan sát cái form áo sau của nó đấy. Con này sẽ có mã là A728, dài của nó sẽ là 81, ngang của con này sẽ là 61, và vai của con này sẽ là 50 nha anh chị. Đây, size là nó có sẽ size là size XL nha anh chị. Tiếp theo sẽ là một con áo của nhà Mistino. Đây, con này vẫn là một con áo khoác dạng áo khoác dáng dài nha anh chị ơi. Và con này thì sẽ có thuộc kiểu là có mũ ở phía sau này. Và cái mũ này nếu như chúng ta không muốn sử dụng thì chúng ta sẽ có khóa đây, chúng ta tháo ra cũng được. Lớp bên trong của nó thì sẽ thuộc dạng là lót lớp nỉ bông như thế này cho mình nhá. Đây, lớp bên trong của nó sẽ toàn bộ là lớp nỉ bông này cho mình này. Đây, lớp nỉ bông này là biết con áo này dày dặn như thế nào rồi nha anh chị nhá. Đó, có lớp khóa bên trong như thế này nhá. Khóa này cầm bằng kéo cứ trơn trượt như thế này không thể nào là khóa không tốt được. Và nó có lớp khi bấm lại cho mình này. Đây, đấy, áo khoác dáng dài nha anh chị. Con này thì sẽ có mã là A729, dài của nó sẽ là 89, ngang con này 60, và vai liền với tay áo nha anh chị. Đây, con này thì sẽ có size là size XL nha anh chị ơi. Áo rất là dày dặn nha anh chị ơi. Đây, chúng ta nó có cái dạng khuy gài ở đây cho mình này. Đây, chúng ta nếu như
tùy chúng ta sử dụng cái kích cỡ cổ tay của mình như thế nào thì chúng ta điều chỉnh thôi. Một con áo khác dạng dài nha anh chị, một con áo của nhà Cheese Gloss đây. Con này cũng là lớp bên trong của nó dạng kiểu là một lớp trần như thế này đấy, đấy rất là dày dặn nha anh chị, lớp trần bông ở bên trong đấy. Con này cũng là thuộc dạng áo giấu mũ nhá. Nếu như chúng ta không muốn sử dụng mũ thì chúng ta cứ gọn cái mũ này lại và chúng ta bỏ vào trong cái này có khóa nha anh chị. Đây, nó có khóa đây cho chúng ta này. Và nếu như chúng ta sử dụng mũ thì chúng ta cứ để nó ra như thế này cũng được. Đây. Nó sẽ có lớp khóa bên trong cái này cho mình nhá. Và cái có lớp cái khuy bấm này cho mình này. Đấy. Con này thì sẽ có cái túi trước ngực trái đây cho mình nhá. Và có hai túi ở phía trước, ở phía dưới như này. Cũng là cái túi ngang này cho chúng ta. Nói chung cái thiết kế túi ấy, bây giờ nó khá là tinh tế cho chúng ta, tùy chúng ta sử dụng. Và phần eo của cái áo này thì nó sẽ có cái đai điều chỉnh đây cho mình nhá. Đây, tùy chúng ta điều chỉnh phần eo ngang bụng kích cỡ của mình như thế nào. Con này thì sẽ có mã là A730, dài của nó sẽ là 77, ngang con này sẽ là 57, vai của nó sẽ là 45 và nó có size là size XL nha anh chị. Áo rất là đẹp nha anh chị ơi. Tiếp theo vẫn là một con sẽ là một con áo rất là đẹp nha anh chị. Đây, con áo con này thì sẽ thuộc dạng là có khóa và có khuy bấm, bên trong của nó cũng là lớp nỉ bông như thế này cho mình nhá. Đây, nhìn như thế này là biết con này dày như thế nào rồi. Và cái phía cổ áo của nó thì được thiết kế rất là tinh tế như thế này, rất là kiểu nó trẻ trung hơn rất nhiều nha anh chị. Đây, lót lớp lông như thế này nhá, rất là đẹp. Đó, một con áo của nhà Ghostland. Đây, chị quan sát của áo nó này. Đó, rất là đẹp. Nó phía trước của nó thì sẽ có cái túi như thế này, 4 túi, hai túi trên và hai túi dưới này cho chúng ta. Con này thì sẽ có mã là A731, dài của nó sẽ là 70, ngang con này sẽ là 59, vai của con này sẽ là 50 nha anh chị. Đó. Tuy nhiên thì con này có một chút nhược điểm nhỏ, đó là nó bị rách một ở dưới phía sau này một chút như thế này cho mình này, của mình này. Đấy. Nói chung là chúng ta nếu như yêu thích con này thì có thể cân nhắc để đặt con này về. Tiếp theo là một con áo khác mà kiểu dạng nó sẽ là kiểu dáng dài ấy nha anh chị. Một con áo của nhà Granes. Đây. Áo dạng cổ bẻ nha anh chị. Đây, con này sẽ kiểu áo cổ bẻ như này cho mình nhá. Không có mũ phía sau đâu. Áo rất là dày nha anh chị, bên trong của nó được trần bông rồi nha. Đây, rất là dày dặn. Đó. Nó sẽ có hai túi ở hai trên như thế này và hai túi ở phía dưới này cho mình nhá. Đây. Màu bên ngoài của nó sẽ là màu tha nha anh chị. Con này sẽ có mã là A732, dài của nó sẽ là 79, ngang của con này sẽ là 62, vai của nó sẽ là 52. Con này sẽ có size là 2XL nha anh chị ơi. Đây, nó còn có thiết kế kiểu túi ngang như thế này trước này cho mình nữa này. Đấy, trông rất là, nói chung là nó rất là năng động, nó tinh tế hơn rất nhiều. Tiếp theo là cuối cùng là một con áo khoác cũng là rất là dày dặn nha anh chị. Một con áo của nhà Benz Burner. Đây, nó thì thuộc dạng áo khoác cổ bẻ và không có cái mũ ở phía sau nha anh chị. Đấy, ở phía trước của nó thì sẽ có hai túi như này, túi nó thì sẽ là có khóa cho chúng ta. Nói chung là chúng ta để đồ thì cũng không lo bị rơi rớt bên ngoài nhá. Phía dưới thì nó có cái dây rút đây cho mình này. Đấy, nó có dây rút đây cho mình, tùy chúng ta điều chỉnh cái phần dưới của mình. Đây. Con này chất cực kỳ là đẹp nha anh chị ơi. Cái chất của nó vải mềm mịn nhá. Cái lớp khóa bên trong và có một cái lớp khi bấm bên ngoài. Đây chị xem cái lớp trong của nó này, nó có lớp lộn bông nhẹ và được trần bông rồi anh chị nhá. Mã của con này sẽ là A733, dài của nó sẽ là 72, ngang của con này sẽ là 61, và vai của nó sẽ là 50 nhá anh chị. Đây, áo
form to rộng như này, chất rất là đẹp, dày dặn đấy chị nhá. Vâng, đây cũng là con áo cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Và nếu anh chị yêu thích những sản phẩm này thì hãy liên hệ qua Zalo số điện thoại mà chúng em đã ghi trên màn hình. Và anh chị cũng đừng quên nhấn thông báo đăng ký kênh Sành Đồ Si để có thể theo dõi được những video mới nhất của Sành Đồ Si. Một lần nữa xin được cảm ơn quý anh chị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.